Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Lương thiện là bản tính con người. Amanda sống ở Brooklyn. Chiếc xe đạp của cô bị mất cắp vào thứ bảy tuần trước. Tên trộm chỉ để lại cho cô cái ổ khóa, chiếc bánh xe trước. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết cho tên trộm một thông điệp. Nó được viết trên một cái bảng chắc chắn dài 2 mét, rộng 1 mét và được phủ sơn màu vàng. Chiếc bảng che hết phần trước mặt của căn nhà mà cô thuê. Gửi người lấy trộm chiếc xe đạp của tôi. Tôi hy vọng bạn cần nó hơn tôi. Nó là chiếc xe cũ, chỉ đáng giá 200 đô la Mỹ và tôi cần nó để đi làm. Tôi không đủ tiền để mua một chiếc xe mới. Lần sau hãy lấy một chiếc Mercedes hoặc xịn hơn. Mà tốt nhất là đừng ăn trộm nữa. Hãy trả lại tôi chiếc xe. Cô biết rằng có nhiều người cũng bị mất trộm nên quyết định treo cái bảng trong suốt 7 ngày. Tới ngày thứ tư thì có tiếng gõ cửa đầu tiên liên quan đến việc này. Đứng trước nhà là hai cậu bé. Cô bị mất trộm xe hả? Cháu cũng từng bị thế. Và cháu có chiếc xe không dùng tới. Cháu nghĩ cô có thể cần nó ạ. Cô rất cảm kích và cảm ơn các cháu. Nhưng cô không nghĩ cô có thể dùng nó. Bởi vì một chiếc xe trẻ em không phải thứ cô cần. Tuy nhiên hai cậu bé cứ khăng khăng. Cô đã nhận và rất cảm động. Không phải vì giá trị vật chất, mà vì hành động nhân văn của hai cậu bé. Tới sáng thứ bảy thì có tiếng gõ cửa lần hai. Đứng trước cô là một phụ nữ trung niên người Tây Ban Nha. Biết cháu cần một chiếc xe để đi làm, nên bác bảo chồng mình coi liệu có thể giúp gì cháu không. Cháu cần loại xe nào? Bác không biết nhiều về xe đạp lắm, nhưng nếu bác thấy, bác sẽ mua một cái tặng cháu. Sau đó bà ôm cô thật chặt. Ngay sau khi tạm biệt người phụ nữ trung niên và đi lên cầu thang, cô nghe thấy một tiếng gõ cửa nữa. Cô mở cửa và thấy một người đàn ông có mái tóc bạc trắng. Đây là cái bảng của cháu phải không? Bác thấy nó khi trên đường đi làm và bác đã chụp hình lại. Càng nghĩ về nó, bác càng thấy rằng mình nên làm gì đó. Bác thiệt là tốt bụng, nhưng cháu đã có chiếc xe của hai đứa trẻ mới quen. Còn cả một cái ôm thật ấm áp và điều quan trọng nhất là sự quan tâm của mọi người. Bác đã đăng một tấm hình cái bảng lên Instagram và một vài người bạn của bác thấy nó khá thú vị. Bác có thể mua nó với giá 200 đô được không? Nếu bác làm thế, cháu sẽ có thể mua được một chiếc xe mới. Bác làm nghề mua bán tranh nghệ thuật. Bác thấy cái bảng của cháu có vài điểm khá thú vị. Cô nghĩ một lát rồi đồng ý. Giờ thì nó là của bác. Và bác có thể làm bất kỳ điều gì với nó mà bác muốn. Người đàn ông cũng chia sẻ rằng một số người dùng Instagram đã ủng hộ tiền để ông mua nó. Cô thấy bức thư của mình đã được lan rộng toàn thế giới. Đó là một buổi sáng thật tuyệt vời. Cô đã có 200 đô để mua cái xe mới. Nhưng hơn hết, cô nhận được một làn sóng của sự quan tâm và giúp đỡ từ những người không quen biết. Nó thiệt đẹp và truyền cảm biết bao. Lương thiện mới là bản tính chân chính của con người. Và bản tính ấy một khi được đánh thức, nó sẽ lan tỏa như hương thơm dịu dàng của những đóa hoa sen thuần khiết.